Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi thật là vui được cái dịp trở lại cùng thờ phượng Chúa và Thánh tại đây. Mỗi lần trở lại thờ phượng Chúa ở đây thì đều là một cái dịp rất là vui mừng, quý vị thờ phượng rất là vui vẻ và sinh động, tạ ơn Chúa về điều đó. Và ước mong chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thờ phượng một cách vui vẻ nhiều hơn nữa trong những tháng ngày sắp tới. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong Thi Thiên thứ 100 nói về sự thờ phượng. Cái tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là tôi thờ phượng Chúa. Không biết là chiếu hình có thể chiếu được cái Thi Thiên 100 hoặc là quý vị có Kinh Thánh mở ra trong Thi Thiên thứ 100 và chúng ta cùng đọc chung với nhau Thi Thiên này. Thi Thiên thứ 100. Nếu quý vị có Kinh Thánh cùng đọc chung với tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Cá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Và hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Tôi xin đọc lại Thi Thiên này một lần nữa. Tôi đọc, quý vị lắng tai nghe. Dạ. Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Cá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Lạy Chúa của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con đến tôn thờ Chúa, thờ phượng Ngài. Và chúng con muốn biết rõ ý nghĩa của sự thờ phượng của chúng con. Chúa mở lòng, mở trí chúng con. Khi chúng con cùng nhau học lời của Chúa buổi sáng hôm nay, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có ba điều về sự thờ phượng ở trong Thi Thiên này mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Đó là đấng thờ phượng, người thờ phượng và cách thờ phượng. Đấng thờ phượng, người thờ phượng và cách thờ phượng. Trước hết chúng ta nói đến đấng thờ phượng hay là đối tượng chúng ta thờ phượng. Chúng ta thờ phượng nhưng mà chúng ta thờ phượng ai và đấng mà chúng ta thờ phượng đó như thế nào? Sau khi kêu gọi mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời và làm gì để thờ phượng, tác giả Thi Thiên cho biết lý do mà chúng ta thờ phượng ở trong cuối là câu thứ 5 với chữ vì. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Tác giả Thi Thiên 100 cho biết chúng ta thờ phượng là thờ phượng Đức Giê-hô-va và có ba điều về Đức Giê-hô-va hay là về đấng mà chúng ta thờ phượng. Đó là Chúa là thiện, Chúa là đấng nhân từ và Chúa là đấng thành tín. Quý vị và tôi, chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì Chúa là đấng thiện lành, Chúa là đấng nhân từ và Chúa là đấng thành tín. Không ai giống như Chúa của chúng ta cả. Trước hết Ngài là đấng thiện hay là thiện lành, nói đến bản tính tốt đẹp toàn hảo của Chúa. Người ta thường nói đến ba điều là chân, thiện, mỹ. Thì cái chữ thiện ở đây bao gồm cả ba cái ý nghĩa đó. Khi một người trai trẻ đến gặp Chúa Giê-xu và gọi Chúa Giê-xu là thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Thì Đức Chúa Giê-xu trả lời người đó rằng sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành mà thôi, đó là Đức Chúa Trời. Cái chữ nhân lành đó là thiện lành, là tốt. Chữ tốt hay là chữ thiện nó rất là đơn sơ nhưng mà bao gồm tất cả những ý nghĩa về chân, thiện, mỹ. Cái điều gì đúng nhất, đẹp nhất, tốt nhất, đó là Đức Chúa Trời. Tiếng Việt của chúng ta đó là tốt. Trong tiếng Hebrew là nguyên văn của Kinh Thánh thì cái chữ tốt này là tốt. Không biết ai học ai nhưng mà hai chữ nó rất là gần với nhau.
Cho nên Đức Giê-hô-va là thiện, Đức Giê-hô-va là tốt lành. God is good. Chúa là đấng toàn bích, toàn hảo, không nhơ bợn, không sai trật. Tốt hay là thiện lành hết là gì? Cao quý tuyệt đối. Không có cái gì mà quý hơn, đẹp hơn, đúng hơn. Đó là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và tôi là những người tôn thờ Chúa và chúng ta phải biết chúng ta tôn thờ một đấng thiện lành. Cái chữ tốt ở trong tiếng Hebrew bao gồm những cái nghĩa như thế này: nhân hậu, vui vẻ, yêu thương, quý giá, hưng thịnh, ngọt ngào, giàu có, thiện lành, công chính, đẹp đẽ, cao quý, toàn bích, toàn hảo. Không đủ chữ để mà mô tả cái chữ thiện đó nữa. The best. Không có gì có thể so sánh với. Tuyệt vời. Thưa, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa một cách vui vẻ tại đây, và chúng ta thờ phượng một đấng cao cả, vĩ đại, tốt lành đó. Chúng ta thờ phượng đúng Đức Chúa Giê-xu nói với người đàn bà Samari rằng: kẻ lấy tấm thần và lẽ thật mà thờ lại. Tấm thần là từ nơi tấm lòng của chúng ta, và lẽ thật là chúng ta thờ phượng đúng theo lời dạy của Chúa, thờ phượng chân thần duy nhất là Đức Giê-hô-va. Tất cả mọi điều đều đến từ Đức Chúa Trời, đều là tốt lành. Thì Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật mọi loài, Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Nói như vậy có nghĩa là tất cả mọi điều Chúa đã dựng đều tốt lành, chỉ vì tội lỗi đã khiến cho thế giới trở nên xấu xa. Đức Giê-hô-va là thiện, cho thấy Ngài không thể chấp nhận những gì xấu xa gian ác. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng vì vậy là đấng thánh khiết toàn hảo. Khi tiên tri Ê-sai đối diện với Chúa, phản ứng của ông là gì? Khốn nạn cho tôi, sống đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi vì mắt tôi đã thấy Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, mỗi khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta thờ phượng một đấng thánh khiết. Chúa hiện diện ở tại đây và chúng ta bước vào sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Đừng bao giờ coi thường Chúa, mà chúng ta phải thật sự, chúng ta không có đền thờ cao trọng, nhưng mà chúng ta có sự hiện diện của Chúa ở tại đây. Vậy hãy nhớ, khi chúng ta thờ phượng Đức Giê-hô-va, Chúa là đất, là thiện, là tốt lành, là thánh khiết. Đừng bao giờ quên điều đó. Nhưng mà Đức Giê-hô-va là thiện chẳng những nói đến sự thánh khiết của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện cũng nói đến sự tốt lành mà chúng ta được tận hưởng Chúa. Thi Thiên 34 câu 8 viết như thế này: khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Cái chữ tốt lành ở đây cũng là thiện nữa. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va thiện dường bao, tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình ở Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa là đấng thiện lành, chẳng những ta bước vào sự hiện diện thánh khiết của Ngài, nhưng chúng ta thờ phượng Chúa là đấng thiện lành, chúng ta cũng tận hưởng Chúa. Kinh Thánh bảo chúng ta hãy nếm thử Chúa. Ngài ban những điều tốt lành cho chúng ta. Nên khi chúng ta có việc được thờ phượng Chúa vui vẻ, đây là một cái đặc ân, một cái điều mà Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta tận hưởng Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy thiện lành một mặt nói về ơn lành của Chúa, một mặt nói về sự thánh khiết của Chúa, chúng ta không thể xem thường. Chúa là đấng thiện lành. Đấng chúng ta thờ phượng là đấng thiện lành. Đấng chúng ta thờ phượng cũng là đấng nhân từ. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi. Cái chữ nhân từ đây cũng là một cái chữ rất là đặc biệt ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nó tương đương với chữ ân điển ở trong Kinh Thánh Tân Ước, không có một cái chữ nào có thể so sánh được. Và cái sự nhân từ này là hằng có mãi mãi, có nghĩa là không bao giờ chấm dứt, không bao giờ thay đổi. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 13, Kinh Thánh dạy rằng Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cái yêu cho đến cuối cùng. Sự nhân từ của Chúa còn đến mãi mãi là như vậy. Không bao giờ chấm dứt, không bao giờ thay đổi. Đó là lòng nhân từ của Chúa. Và cái chữ nhân từ này nó cũng giống như cái chữ ân sủng ở trong Tân Ước. Nó nói lên cái lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa, lòng yêu thương vô điều kiện của Chúa. Chúa yêu chúng ta không phải là vì chúng ta xứng đáng tốt đẹp gì. Chúa yêu chúng ta bởi vì Chúa yêu mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Cái chữ nhân từ này thật sự không có cái ngôn từ nào có thể mô tả được trong tiếng Anh, tiếng Việt. Không có một cái chữ nào tương đương. Chúng ta chỉ có thể nói Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, rộng lượng, bao la vô cùng. Và cái tình yêu này là tình yêu thể hiện ở trong hành động. Không phải là Chúa yêu thương và để đó, nhưng mà Chúa bày tỏ. Kinh Thánh dạy rằng lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Chúa yêu thương chúng ta và bày tỏ điều đó cho chúng ta. Tình yêu thể hiện trong hành động, cách đối xử
của Chúa đối với con dân của Ngài. Thưa quý vị và tôi cũng như con dân của Chúa ngày xưa luôn luôn có cái khuynh hướng phản loạn chống nghịch Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương, lòng nhân từ của Chúa vẫn thể hiện ra cho chúng ta dù chúng ta như thế nào đi nữa. Nhưng mà chúng ta không thể xem thường cái sự nhân từ của Chúa. Nếu quý vị dở Thi Thiên 136, quý vị sẽ thấy rằng cả Thi Thiên này mỗi câu đều nhắc lại câu gì? Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đừng bao giờ quên điều đó trong đời sống của mình. Mỗi ngày sống trong mọi cảnh huống của cuộc đời, hãy nhớ rằng sự nhân từ của Chúa Ngài còn đến đời đời. Ngài yêu tôi thì Ngài yêu cho đến đời đời, dù chúng ta như thế nào. Nhưng mà đừng coi thường sự yêu thương của Chúa. Điều này cho thấy rằng bất cứ điều gì Chúa làm chúng ta cũng đều dựa trên đức nhân từ đời đời của Chúa. Bài hát Làm Con Vua Thánh Trên Trời, trong đó có cái câu như thế này: Làm con vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai, đức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Cái lòng nhân từ yêu thương của Chúa chẳng những có đời đời mà có dư dật luôn. Lòng yêu thương của Chúa đối với chúng ta không bao giờ chấm dứt và không bao giờ thay đổi. Và đó cũng là cái đặc tính thứ ba của Đức Chúa Trời được mô tả ở đây. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, thứ nhất, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, thứ nhì, và thứ ba, sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Chúa những là thiện, Chúa những là nhân từ, Chúa cũng là đấng thành tín. Thành tín có nghĩa là vững vàng, không lay chuyển, không thay đổi. Ba cái chữ Chúa là thiện, Chúa là nhân từ, Chúa là thành tín, nó có thể nói một cách ngắn gọn là Chúa là thiện, Chúa là nhân và Chúa là tín. Thiện, nhân và tín. Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, là đấng nhân từ, là đấng thành tín. Chúa luôn luôn thành tín đối với chúng ta. Chúa không bao giờ thất hứa với chúng ta. Nếu Chúa thành tín với chúng ta thì chúng ta đối với Chúa phải như thế nào? Nếu Chúa thành tín với chúng ta thì chúng ta đối với Chúa chúng ta phải trung tín đối với Ngài, phải không quý vị? Chúa luôn luôn thành tín thì chúng ta phải trung tín với Chúa. Tiên tri Jeremy giữa cảnh hoang tàn của đất nước, ông đã viết những lời như thế này. Ca Thiên đoạn 3, câu 22 và 23. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Ông nhắc lại sự nhân từ của Chúa. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thanh tín Ngài là lớn lắm. Sự thanh tín Ngài là lớn lắm. Không phải là trong hoàn cảnh sung sướng, hưng thịnh mà tiên tri Jeremy nói điều này. Ông nói điều này giữa khi đất nước hoàn toàn. Quý vị biết sách ông tiên tri Jeremy được gọi là vị tiên tri than khóc, và sách Ca Thương là một cái sách khóc than cho đất nước tan thương. Nhưng mà giữa cái hoàn cảnh đau thương đó, Jeremy nói rằng sự thành tín Ngài là lớn lắm. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Thưa quý vị, dù hoàn cảnh đau thương đến đâu và rất có thể chúng ta cũng không hiểu được nữa, chúng ta phải nhớ là Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng thành tín, không bao giờ thay đổi. Có bài hát nói rằng Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dẫu cho đời đời nào có phải. Đối tượng chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời thiện lành, God is good, là Đức Chúa Trời nhân từ, God is merciful, và Chúa là đấng thành tín, God is faithful. Có một cái bài hát dịch ra tiếng Việt khác là gì hả? What a faithful God have I? Tôi có một Đức Chúa Trời rất là nhân từ, rất là thành tín. Sau khi biết rõ Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ là đấng thiện lành, nhân từ và thành tín đó, quý vị hãy nhìn vào chính mình là những con người thờ phượng. Chúa là đấng thiện lành, là đấng nhân từ, là đấng thành tín. Còn người thờ phượng là ai? Để có thể thờ, thật sự biết tại sao mình thờ phượng Chúa, chúng ta phải nhớ những điều sau đây. Tác giả Thi Thiên thứ 100 nói ở trong câu 3 như thế này: Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Câu này mô tả ba điều về quý vị và tôi là những con người thờ phượng. Trước hết chúng ta là tạo vật của Chúa. Chúng ta là tạo vật của Chúa. Chúng ta thấy điều này ở trong phần B của câu 3. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúa dựng nên chúng ta, cho nên chúng ta là
tạo vật của Chúa. Quý vị và tôi chúng ta thờ phượng Chúa là chuyện dĩ nhiên, quý vị biết tại sao không? Bởi vì Chúa dựng nên mình. Chúa là đấng tạo hóa, tạo vật thì phải tôn thờ tạo hóa, đó là chuyện không cần phải bàn cãi. Và quý vị biết không, chính vì việc không tôn thờ đấng tạo hóa đã đưa con người vào tội lỗi. Roma đoạn 1 câu 19 ghi như thế này: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Toàn thể nhân loại đều biết Chúa là ai qua công việc của Ngài. Và Kinh Thánh nói tiếp, cho nên họ không thể chữa mình được. Tại làm sao? Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Đức Chúa Ngài là Đức Chúa Trời, không tạ ơn Ngài, cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Thưa quý vị, biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa nhưng lại đi tôn thờ con người, tôn thờ điểu thú côn trùng. Một trong những điều mà khiến cho chúng tôi thật là đau lòng mỗi khi đi về Việt Nam, thấy người ta tôn thờ, thờ lại hình tượng, thờ lại những cái điều mà mình biết là không thể nào cứu họ được. Biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa nhưng lại đi tôn thờ con người, tôn thờ điểu thú côn trùng. Quý vị có đau lòng, đau xót khi thấy người ta đi trong đường tăm tối như vậy không? Nếu như vậy, chúng ta hãy nói cho họ biết cái đấng duy nhất mà mình phải tôn thờ là Đức Chúa Trời, là đấng dựng đến mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nói điều đó cho những người khác, và nhân dịp xuân yêu thương này, quý vị hãy mời họ đến để họ có thể nghe về Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng nên chúng ta mà chúng ta phải tôn thờ. Ở trong bài giảng cho thành Athens, thủ đô của Hy Lạp ngày xưa, sứ đồ Phaolô nói như thế này: Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, ở gần chúng ta mà chúng ta không thờ phượng Chúa, đó là chúng ta sai. Chúng ta sai lầm, bởi vì tạo vật phải tôn thờ tạo hóa. Và đây là điều quý vị đã biết rõ điều đó, quý vị đã quay trở lại ăn năn tội và tôn thờ đấng tạo hóa của mình, thì chúng ta cần phải nhắc nhở những người khác cũng làm điều đó. Con người là dòng dõi của Chúa, do Đức Chúa Trời tạo dựng. Tất cả những gì chúng ta có, từ hơi thở, sự sống, sức khỏe, thì giờ, dịp tiện, tài năng đều đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta nói thiên phú, trời cho, nếu trời không cho thì mình không có gì cả. Vì vậy mà không thờ phượng Đức Chúa Trời là điều vô lý vô cùng, thưa quý vị. Ở trong tiếng Anh có cái chữ là maker, và tôi rất thích chữ này. Gọi Đức Chúa Trời là maker. Maker là cái người làm ra một cái gì đó. Chúa là maker. God is our maker. Chúa tạo dựng chúng ta. Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta tôn thờ Chúa là chuyện tất nhiên, là chuyện phải làm. Và quý vị và tôi biết rõ điều đó, chúng ta đang tôn thờ đấng đã làm, tạo dựng nên mình. Không tôn thờ Chúa, đó mới là vấn đề. Đức Chúa Trời chẳng những là đấng tạo dựng chúng ta, Ngài cũng là cha chúng ta, hay là chúng ta là con cái của Ngài. Chúa nhưng là đấng tạo hóa, chúng ta là con cái của Chúa. Thì thứ 100 không dùng chữ con cái, nhưng mà còn dùng cái chữ thân mật, hay là gần gũi hơn là chữ con cái nữa. Tất cả thi thiên 100 viết: chính Ngài đã dựng nên chúng tôi gì? Thuộc về Ngài. Chúng tôi thuộc về Ngài. We belong to you. Đó là điều mà tác giả nói. Quý vị biết những cái người mà yêu nhau đã nói với nhau như thế nào không? Anh của em của anh. Và đây là điều Chúa nói với mình: con của ta, you belong to me. Đây chẳng những là thân mật gần gũi như cha mẹ và con cái, mà Chúa thật sự yêu thương chúng ta là con cái của Ngài. Khi Chúa tạo dựng chúng ta, Chúa không tạo dựng chúng ta những con người máy chỉ biết vâng phục, nhưng là những con người với tình cảm, với lý trí, để Chúa yêu thương và chúng ta cũng yêu Chúa trở lại. Chúng ta được kể như là gia sản quý báu của Chúa, chúng ta là con của Chúa. Như vợ nói với chồng: em là của anh. Thưa quý vị, chúng ta chẳng những là tạo vật của Chúa, chúng ta là gia sản của Chúa, là bảo vật của Ngài.
Đức Chúa Trời không phải là một vị thần xa xôi đòi hỏi, nhưng là một Đức Chúa Trời gần gũi đầy tình yêu thương. Chúng ta được tạo dựng để yêu thương Chúa, để có mối tương giao với Ngài. Có một bài hát nói rằng con sống chỉ để thờ phượng Chúa. The reason I live is to worship you. Để chúng ta sống để thờ phượng, nhưng thờ phượng nghĩa là sống. Sống mới là thờ phượng. Nếu mà sống ở đời này mà không làm thờ phượng Chúa là điều sai lầm vô cùng. Ở trong cái bài Tín điều Westminster thì cái câu hỏi nói rằng mục đích chính của đời người là gì? Thì cái câu trả lời là mục đích chính của đời người là tận hưởng Chúa và làm rạng danh Ngài mãi mãi. Mục đích của đời sống của chúng ta là để làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Khi chúng ta làm rạng danh Chúa, khi chúng ta tôn thờ Chúa thì chúng ta sẽ tận hưởng Chúa. Chúng ta sống trong hạnh phúc và trong vui mừng. Chúng ta thuộc về Chúa. Như vậy Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúa là cha chúng ta, là chúng ta thuộc về Chúa. Nhưng mà tác giả Thi Thiên còn đi một bước xa hơn nữa. Ông viết, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng ta thấy điều này trong Thi Thiên 95. Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Quý vị thấy điều đó không? Quý vị và tôi là ai? Nhưng là con của Chúa mà cũng là chiên của Chúa nữa. Hình ảnh con chiên ở trong đồng cỏ là hình ảnh êm đềm nhất đối với người Do Thái. Và cho cả chúng ta nữa. Một trong những nước mà tôi rất thích, rất đẹp là nước New Zealand, nước Tân Tây Lan. Đến Tân Tây Lan quý vị sẽ thấy hình ảnh của Thi Thiên 23, quý vị thấy không? Đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh và những con chiên nằm yên lành ở tại đó. Và quý vị hãy tưởng tượng quý vị và tôi chúng ta thật sự là chiên của Chúa. Chúa là người chăn mà chúng ta sống ở trong đồng cỏ xanh tươi của Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Không có cái gì đầy đủ hơn, không có gì thích thú hơn. Bởi vì vậy mà chúng ta thờ phượng Chúa. Và thưa quý vị, chiên của đồng cỏ Chúa cũng nói đến một cái mối tương giao thân mật. Ở trong Giăng đoạn 10, Đức Giê-xu phán như thế này. Ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Không có một cái lời nói nào êm đềm hơn nữa. Quý vị và tôi là chiên của Chúa, chúng ta đi theo Chúa, Chúa quen chúng ta, Chúa biết chúng ta. Chúng ta là thuộc về đồng cỏ của Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Có hai cái chữ đi song song với nhau là dân sự Chúa và chiên của đồng cỏ Chúa. Thưa quý vị, chiên của Chúa và dân của Chúa là một. Chúng ta thuộc về Chúa và vì vậy chúng ta tôn thờ Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa như những con chiên ngước nhìn lên Chúa và được chăm sóc bảo vệ. Thưa quý vị, sáng nay một sĩ nhẫn đã cầu nguyện. Thờ phượng Chúa không phải là điều gì bắt buộc, nhưng mà là điều chúng ta làm để mà tận hưởng Chúa. Quý vị có tận hưởng Chúa không? Chúng ta tôn thờ Chúa vì Chúa là người chăn của chúng ta. Đây phải là kinh nghiệm thờ phượng của mỗi một chúng ta. Như vậy, chúng ta biết đấng thờ phượng là ai, là đấng như thế nào? Là đấng thiện lành, là đấng nhân từ, là đấng thành tín. Chúng ta đã biết người thờ phượng là chúng ta, và biết mối quan hệ giữa mình với Chúa, là tạo vật của Chúa, là con cái của Chúa, là chiên của đồng cỏ Chúa. Nếu Chúa là đấng như vậy, chúng ta như vậy, thì chúng ta làm gì để mà thờ phượng Chúa? Bây giờ chúng ta nói đến cách thờ phượng. Chúng ta thấy điều này trong câu 1 và câu 2. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Tạ ơn Chúa vì hội thánh ở đây rất là vui vẻ, vui mừng và đã làm đúng như những gì mà Kinh Thánh dạy. Cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Quý vị biết cái chữ hầu việc đó với cái chữ thờ phượng là nó tương đương với nhau. Khi chúng ta hầu việc Chúa là chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta hầu việc Ngài. Có ba cái động từ ở đây mô tả cho chúng ta biết mình phải thờ phượng Chúa như thế nào. Ba cái động từ đó là cất tiếng reo mừng, hầu việc và đến trước mặt Ngài. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Trước hết là cất tiếng reo mừng. Cất tiếng reo mừng là tung hô, là mở miệng phải nói ra. Tạ ơn Chúa, tôi nghe được nhiều chữ Hallelujah trong nhà thờ này. Cất tiếng reo mừng là như vậy. Còn dân của Chúa ngày xưa tung hô của Chúa bằng những chữ Hosanna, Hallelujah, Amen. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta nói được những điều đó không? Hosanna,
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tất cả Hebrew đoạn 13 câu 15 nói như thế này. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Quý vị biết ngày xưa con dân của Chúa khi họ đi thờ phượng Chúa đó, họ phải đem lễ vật, họ phải đem sinh tế, chiên, bò, bồ câu, lúng cũng. Quý vị hãy tưởng tượng ngày hôm nay mà mỗi Chúa Nhật chúng ta đến mà chúng ta phải mang bao nhiêu thứ đó. Hôm nay chúng ta cũng mang của lễ chứ không phải là không, mà của lễ của chúng ta là gì? Kinh Thánh nói rất là rõ. Và hãy kể Đức Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Hiện ta hát Hallelujah, tôn vinh Chúa, đó là của lễ của chúng ta dâng lên cho Chúa. Nhưng mà tác giả Hebrew nói kỹ hơn nữa. Vậy hãy kể Đức Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là gì? Nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Tất nhiên là chỉ nói Hallelujah, nhưng mà dùng môi miệng của mình để xưng danh Ngài ra, để nói về Chúa cho người khác. Thì quý vị truyền giảng, đem lời Chúa đến cho người khác, đó cũng là cách mà quý vị thờ phượng Chúa, quý vị biết không? Cho nên chúng ta hãy cất tiếng reo mừng, hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Và Kinh Thánh nói rằng sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nói một cách thật sự từ tấm lòng của mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Một trong những điều làm cho chúng tôi rất là bực mình, người đời họ thường kêu cái gì cũng kêu là trời ơi, quý vị biết hả? Họ kêu danh Chúa một cách vô cớ. Nhưng mà chúng ta kêu danh của Chúa một cách có lý do, tạ ơn Chúa, cất tiếng reo mừng cho Chúa, cho người khác biết chúng ta là con cái của Ngài. Đó là lấy môi miệng xưng danh Ngài ra, đó là cất tiếng reo mừng. Khi đó tác giả nói gì? Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Như tôi đã nói, hầu việc Chúa là thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa không phải chỉ là ca hát tung hô, nhưng là hầu việc Ngài, phục vụ Ngài. Rồi quý vị biết hầu việc Chúa là làm gì rồi phải không? Ai trong chúng ta cũng hầu việc Chúa được cả. Không phải chỉ có mục sư truyền đạo hay là nhân sự mới là hầu việc Chúa. Mỗi một chúng ta đều là hầu việc Chúa. Trong Ma-thi-ơ chương 25, Chúa phán điều gì? Quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Giê-xu nói rằng nếu các ngươi cho một trong những người này, một đứa nhỏ này uống một chén nước lạnh vì cớ ta, thì cũng đã làm cho chính mình ta vậy. Quý vị nghĩ là mình có hầu việc Chúa được không? Quý vị nghĩ là mình có thể hầu việc Chúa được không? Yeah. Bất cứ việc gì lớn hay là nhỏ, có thể không ai biết đến, nhưng mà khi chúng ta làm vì danh của Chúa, Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta. Chúng ta hầu việc Chúa trong nhà thờ, tham gia các ban ngành để làm việc, chúng ta phải tìm ít nhất là một điều gì đó để chúng ta có thể hầu việc. Như tôi đã nói, thờ phượng là hầu việc, phục vụ là thờ phượng, thờ phượng là phục vụ. Đừng bao giờ quên điều đó. Thờ phượng là cất tiếng reo mừng, và thờ phượng cũng có nghĩa là đến gần. Chúng ta trở lại Thi Thiên 100 để thấy điều đó. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Cái chữ quan trọng ở đây là đến trước mặt Ngài. Đến nghĩa là làm sao? Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải đến trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta phải gặp Chúa, chúng ta phải gặp Chúa mặt đối mặt. Ông Gia-cốp đã gặp Chúa mặt đối mặt và thờ phượng Chúa tại Bê-tên. Và về sau ông lại gặp Chúa tại Phê-ni-ên, và ông nói như thế nào quý vị nhớ không? Gia-cốp đặt tên chỗ này là Phê-ni-ên vì nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Thưa quý vị, mỗi khi chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta đến, là chúng ta đối diện với Chúa. Chúng ta trực diện với Chúa, mặc dù chúng ta không nhìn thấy Chúa. Chúa là đấng thần linh, chúng ta biết là chúng ta được đối mặt với Chúa. Đến thờ phượng Chúa không phải là cái chuyện bình thường, mà là được đối mặt với Ngài. Con dân của Chúa ngày xưa muốn thờ phượng Chúa phải làm gì quý vị biết không? Phải dâng sinh tế qua thầy tế lễ, bởi vì tội lỗi phải dâng sinh tế mới đến với Đức Chúa Trời được. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu. Hallelujah. Qua thập tự giá này mà chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời trực tiếp. Kinh Thánh nói rằng hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giê-xu, nhờ sự đổ máu của Chúa trên thập tự giá này, mà được dạng dĩ vào nơi rất thánh.
Ngày xưa chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần mới được vào trong nơi chỉ thánh. Ngày hôm nay quý vị và tôi lúc nào, giờ nào chúng ta cũng thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời ở nơi chỉ thánh đó. Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua các cái màn, nghĩa là ngang qua xác của Ngài. Chúa đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập tự giá để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Làm sao quý vị và tôi có thể thờ phượng Đức Chúa Trời được? Là bởi vì nhờ cái chết của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết, chúng ta không thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta không xứng đáng, chúng ta tội lỗi. Và Chúa đã chết đền tội cho chúng ta để chúng ta có thể thờ phượng Chúa. Vì vậy tất cả phải nói rằng, vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đó lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Mỗi khi chúng ta thờ phượng là chúng ta đến gần Chúa, bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Mà không phải là tự nhiên mà vào được. Chúng ta phải có một cái giá rất là đắt. Và cái giá đó chính là sự sống, sự chết của Chúa Giê-xu vì chúng ta. Rồi ba đoạn 5 có hai viết như thế này. Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Lúc này quý vị có hát cái bài hát gì mà bước vào trong ân điển của Chúa đó. Cái chữ quan trọng ở trong câu kinh này là vào ở trong ơn này. Cái chữ vào ở đây ở trong tiếng Anh là enter, bước vào. Khi quý vị bước vào cái phòng nhóm này, quý vị phải mở cái cửa mới bước vào được. Khi quý vị và tôi thờ phượng Chúa là chúng ta bước vào ở trong sự thờ phượng. Và có một cái bài hát, có thể là có trong tiếng Việt rồi, nhưng mà trong tiếng Anh thì bài hát như thế này. Only by grace we can enter. Chỉ bởi ân sủng của Chúa mà chúng ta mới có thể bước vào trong ơn này. Quý vị biết, một người mà muốn đến gọi là gì đó, hội kiến một vị vua hay là tổng thống đó, là đâu phải là chuyện dễ, phải không quý vị? Và phải có cái gì đó mình mới được bước vào. Cho nên mình được vào trực tiếp với Đức Chúa Trời là cái ơn phước vô cùng. Quý vị nhớ bà hoàng hậu Esther ngày xưa đó, muốn vào gặp vua Ahasuero, mà nếu mà vị vua đó không đưa cái cây phủ việc ra thì chết. Quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa và Chúa đưa cái cây phủ việc ân điển của Ngài ra để chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta có thể hội kiến với Chúa. Và vì vậy và như vậy có nghĩa là chúng ta thờ phượng Ngài. Và trong cái thi thiên này chúng ta cũng thấy có một cái trình tự của việc chúng ta đến với Chúa. Quý vị xem câu 4 với tôi. Có 3 bước được mô tả trong câu 4 này. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Cửa, hành lang và danh. Cái chữ cửa đây đúng hơn là cái cổng. Chúng ta bước từ từ bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những thi thiên và bài hát. Khi con dân của Chúa đi về thờ phượng tại Jerusalem, Kinh Thánh nói rằng họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Cổng hay là cửa là chúng ta hướng về. Ở đây có hát cái bài hát: từ muôn phương ta cùng nhau sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Tác giả hướng về nhà Chúa. Sau đó ông nói rằng hãy ngợi khen mà vào hành lang của Ngài. Đây là cái lối đối ở trong thơ Hebrew. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Câu trên đối với câu dưới: hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy gần gũi hơn từ cửa bây giờ bước vào đâu? Hành lang. Quý vị biết ngày xưa đền thờ Jerusalem nó được chia ra làm 3 phần. Chứ nhưng là 3 phần là 4 phần nữa. Cái phần ngoài đó, gọi là hành lang dân ngoại, là người không phải là người Israel không có bước vô được. Cảm ơn Chúa. Để tôi nói điểm thứ gì để quý vị tại cảm ơn. Và cái hành lang thứ gì gọi là hành lang phụ nữ. Mấy bà chỉ tới được một cái chỗ này thôi. Bây giờ mấy bà được vô đây ngồi hết. Quý bà những người phải cảm ơn Chúa nhiều. Dân ngoại, rồi phụ nữ, rồi với mấy ông. Rồi sau mấy ông mới thấy thầy tế lễ. Rồi sau thầy tế lễ mới thầy tế lễ thượng phẩm. Nơi chí thánh, nơi thánh, hành lang cho mấy ông, hành lang cho mấy bà, hành lang cho dân ngoại. Nên ngày hôm nay mấy cái hành lang này còn không? Không. Tất cả đã được Chúa Giê-xu hủy phá hết. Và tất cả chúng ta, quý vị và tôi, nam hay nữ, già hay trẻ, người nào cũng được vào ở trong hành lang của Chúa để ca ngợi Ngài.
Và cuối cùng tác giả nói rằng chúc tụng danh của Ngài. Danh của Chúa là nói đến chính Chúa. Quý vị thấy không? Từ cổng bước vào hành lang giờ gặp được chính Chúa. Quý vị có vui sướng, vui mừng, tạ ơn Chúa. Ước mong quý vị buổi sáng hôm nay sẽ thấy rằng thờ phượng Chúa là một cái đặc ân vô cùng lớn lao. Và mỗi lần thờ phượng Chúa chúng ta sẽ càng ca ngợi Chúa nhiều hơn. Nhớ Chúa là đấng thiện lành, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng thành tín. Mình là tạo vật của Chúa, mình là con của Chúa, mình là chiên của Chúa. Và thờ phượng Chúa có nghĩa là cất tiếng reo mừng, là hầu việc Chúa, bước vào trong hành lang, bước vào trong sự hiện diện của chính Chúa. Amen. Là Chúa là cha yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì được thờ phượng Chúa là đấng cao cả, vĩ đại, nhưng mà Chúa đã vui lòng tiếp nhận chúng con. Xin nhắc nhở mỗi chúng con về đặc ân quý báu này, để mỗi khi chúng con thờ phượng Chúa, chúng con sẽ hết lòng, hết sức, hết ý mà thờ phượng Chúa ở trong nhà của Chúa, cũng như chúng con nói về Chúa cho mọi người. Đó là hầu việc Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.